Để đóng cỏ mục trong vườn để làm ủ phân bón, gia đình bủng rủng chân tay khi phát hiện thứ kinh dị đang rình rập cực khó phát hiện. Tháng 2 năm 2018, có một gia đình sống tại Sunshine, Australia đang được fan khiếp vía khi phát hiện thứ chết người ẩn trong đống cỏ mục mà họ để trong vườn nhà với mục đích làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Trong lúc đi dạo trong vườn, một thành viên của gia đình đã vô tình phát hiện thứ gì đó cử động dưới đám cỏ khô. Khi nhìn kỹ lại, người này hét toáng lên vì nhận ra đó là một con rắn. Gia đình lập tức gọi chuyên gia bắt rắn tên Loki tới giúp đỡ. Bản thân của vị chuyên gia, người dày dặn kinh nghiệm trong việc thu phục loài bò sát, cũng cảm thấy bất ngờ vì khả năng ẩn thân vô cùng tài tình của con rắn. Anh đã chụp lại những bức ảnh đăng tải lên nhóm Facebook có tên là The Spot of Snack với 54.000 thành viên, chuyên thách đố cư dân mạng mò tìm con vật ẩn trong bức ảnh. Loki đã viết, có vẻ như thử thách phát hiện con rắn lần trước khá dễ dàng với các bạn, nên hy vọng trong thử thách lần này, mọi người có thể nhận ra được con rắn thật sự. Bức ảnh của Loki thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên, không ai có thể nhìn ra được con vật ở trong bức ảnh. Sau cả ngày đăng tải, chỉ có một người vạch trần vị trí ẩn nấp của nó. Một số người cho rằng đây chính là loài rắn nâu phường đồng cực độc, rất phổ biến tại Úc. Nhưng hơn một tuần sau đó, Loki đã khẳng định đây là một con trăn thảm ven biển. Loài trăn này khi trưởng thành có thể dài tới 4 mét. Chúng không có nọc độc. Giống như nhiều loài trăn khác, trăn thảm giết chết con mồi như bò sát, chim, thằn lằn bằng cách siết chặt. Kỹ thuật này bao gồm quấn quanh cơ thể của con mồi và dùng những cơ bắp cực khỏe siết từ từ đến khi nạn nhân chết vì nghẹt thở rồi nuốt chửng toàn bộ. Ở Úc, nơi sinh sống của 15 loài trăn, chiếm hơn 1/3 tổng số trăn trên thế giới. Không may mắn, đống cỏ khô mà rắn mẹ đang làm tổ sắp bị di dời, nên các chuyên gia bắt rắn cũng phải đưa nó đi. Loki cho biết, may mắn thay những quả trứng vẫn an toàn và chúng tôi sẽ chăm sóc cho đến ngày nở.